Thưa quý vị, thị xã Kinh Môn là một trong số địa phương của tỉnh Hải Dương có nhiều bãi than hoạt động. Tình trạng hoạt động bến bãi tại đây đang diễn ra phức tạp với nhiều loại hình khác nhau và đáng nói, hầu hết đều không có phép. Những bến bãi này nhiều năm qua đã gây bức xúc cho người dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đê điều và gây ô nhiễm môi trường, nhưng không được xử lý dứt điểm. Bãi tập kết than rộng hàng nghìn mét vuông tồn tại nhiều tháng nay tại hành lang thoát lũ sông Kinh Thầy thuộc địa phận phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn. Điều đáng nói, trong quá trình hoạt động, cơ sở này còn phát tán mùi khét, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Xét thấy là cái mùi này nó là rất khét. Thế và khi mà có mỗi một lần mà có gió bụi thổi đến thì cái chất này nó nhẹ, thế cho nên nó bay phát tán ra không khí, thế cho nên là ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái đời sống của bà con, thế và cái môi trường không khí nói chung. Qua cái cung cấp của các anh thì là các anh bảo là cái bột này thì để luyện vào với lại cái than gọi là cái nguyên khai, thế để tạo ra một cái chất nhập cho một số cái nhà máy mà người ta cần tiêu dùng. Được biết, ngày 4 tháng 5 năm 2022, Ủy ban Nhân dân phường Thái Thịnh tiến hành kiểm tra việc hoạt động bến bãi đối với cơ sở hộ ông Phan Văn Đức, vị trí bãi ngoài đê khu vực núi 1. Qua kiểm tra, trên bãi có khoảng 500 đến 1.000 mét khối xỉ và bột than. Ủy ban Nhân dân phường yêu cầu chủ cơ sở có trách nhiệm di rời và thanh thải toàn bộ vật liệu trên ra khỏi bến bãi để đảm bảo dòng chảy trong mùa mưa lũ trước ngày 25 tháng 5 năm 2022. Sau đó, cơ sở này không thực hiện, Ủy ban Nhân dân phường lại tiếp tục ra thông báo yêu cầu giải tỏa thanh thải lượng than, xỉ trên bãi sông trong mùa mưa lũ kể từ ngày 2 tháng 6 năm 2022 đến ngày 8 tháng 6 năm 2022 để đảm bảo công trình đê điều đối phó với thiên tai. Nếu không chấp hành, chủ cơ sở hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thế nhưng nhiều tháng đã trôi qua, đến thời điểm hiện tại, khu vực này vẫn ngổn ngang vật liệu than chất thành đống. Ở cái chỗ liên doanh với tôi là chỗ anh Đức thì là anh ấy vấn đề tư cách pháp nhân thì là giấy tờ bến bãi tất cả các thứ thì anh đang tiếp tục là hoàn thiện nốt cái vấn đề đấy. Địa phương cũng đã có nhắc nhở và xuống cũng đã làm biên bản thì để thanh thải toàn bộ những cái vấn đề than, ví dụ như cái than muội cao su ở bên cái bãi ngoài là có một chủ khác trước đây là người ta thuê bãi của anh Đức để anh làm. Bây giờ là địa phương cũng đã nhắc nhở làm biên bản và cũng là cam kết là trong tháng này, trong tháng 11 này là sẽ phải giải phóng toàn bộ những cái than cao su đi để tránh ô nhiễm môi trường. Cái phát tán bụi là nguồn này không đúng theo cái quy định của pháp luật. Thế và cái thứ hai là trong cái luật môi trường thì cũng là vi phạm. Thế cho nên là địa phương là cũng đã mời anh Đức thế rồi làm việc thế và trực tiếp là xuống hiện trường cùng với lại hạt quản lý đê Kinh Môn là lập biên bản thế và giao cái nhiệm vụ cho anh Đức là chủ bãi thế và các cái thành viên có liên quan kinh doanh những cái nguồn than này là để thanh thải toàn bộ cái nguồn than trên bãi. Và rõ ràng là bãi, nếu mà nó là bãi phải có một số các hạ tầng nhất định thì mới được làm bãi được, chứ nếu mà không thì bây giờ chúng ta hay nói các cái bãi dù. Cái hậu quả thì nó rõ ràng, đúng không? Dân xung quanh thì bị ô nhiễm, cả ô nhiễm nước, như là các bãi than, những cái nguồn nước đen xì, rồi bụi bặm vân vân, tất cả thứ. Chính quyền có biết không? Tôi nghĩ là biết. Thế nhưng mà người ta vẫn cứ bỏ qua. Thế thì cái vấn đề ở đây không phải là cái vấn đề là có hay không có những cái quy định, mà ở đây là cái vấn đề thực thi hay không thực thi, nghiêm hay không nghiêm. Theo thống kê năm 2021, trên địa bàn thị xã Kinh Môn có đến 122 bến bãi chạy dài khắp trên 84,47 km đê. Trong đó có 49 bến than, số bến có phép chỉ hơn chục bến, còn lại là không có phép hoặc chưa đầy đủ các thủ tục cần thiết. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, những bến bãi này vẫn hoạt động rầm rộ, bất chấp những quy định của pháp luật.